Đây rồi, đấm đi. Ui, làm to vãi cả trường luôn đấy, có tội là hơi giấy. Nếu như anh em đang cần tìm một giả lập chơi game trên PC vừa nhẹ vừa mượt lại còn có thể auto như thế này thì hãy tải luôn LD Player ở đường link dưới phần mô tả video anh em nhá. Đổi vé ngày này, ở đây có 150 mảnh vạn năng. Cái này cực kỳ là ngon đối với mình nhá. Đố anh em biết 150 mảnh này thì mình sẽ lấy em gì? Haha, ở trong này thì mình còn rất nhiều những em tướng mình chưa sở hữu được, ví dụ như là Yusuke này, ví dụ như là em nào đó nhỉ? Đây này, Hancock này, à cái em Dio này mình cũng chưa có luôn. Thực ra còn một em SSR nữa, đối anh em biết là em gì mà ở trong này không có, trong cái mảnh vạn năng không có mảnh SSR của em đấy luôn, đó chính là Saitama anh em nhá. Wow, em tướng này nó kiểu bí hiểm vãi cả trưởng luôn, không biết là trong thời gian tới làm nào để có sự kiện lấy em Saitama này test thử, trông có vẻ là wax slack đấy anh em ạ. Đây thôi, mình sẽ lấy thêm em Yusuke này anh em nhá, bởi vì là ngày hôm qua mình đã chiêu mộ được em Enji rồi và mình thấy nó đánh khá là khỏe anh em ạ. Ra gì vào này nọ phết ấy, không đùa được. Thế thành ra là mình sẽ lấy thêm một em tướng kỹ năng nữa để cộng thêm với em này tăng 10% sát thương tuyệt kỹ và bí kỹ. Test thử xem nó có mạnh mẽ hơn hay không nhá. Tạm thời thì mình sẽ cho em Yuchi ra khỏi đội hình và test thử sức mạnh của NG kết hợp với cả Yusuke anh em nhá. Sẽ dùng luôn anh em ơi, 150 mảnh đối với vị tướng SSR thì mới sở hữu được cơ. Yusuke, đây rồi, 150 mảnh luôn. Yes, mảnh. Ok, mình có sẵn 10 mảnh lúc nào nhỉ? Rồi ghép luôn anh em ạ. Ghép luôn Yusuke này. Tuyệt cả là vời luôn. Mình cũng thấy có một bạn ở đấy chơi Yusuke rồi, đánh đấm khá là ghê. Trước tiên là vào phần chỉ huy để kích hoạt cái chỉ số lên đã. Xem chỉ số gì đây, sát thương bạo cũng 6%. Ok la luôn. Wow, còn rất nhiều những vị tướng khác mà mình chưa sở hữu được nè. Trời ơi. Rồi, mình sẽ trùng sinh em Yuchi anh em nhá. Khổ thân mình Yuchi thì ghê á. Chính ra là cái thằng này nó cứ bị trùng sinh đi trùng sinh lại, khổ thân nó vãi trưởng luôn. Chỉ vì là test tướng cho anh em thôi. Thảo ma Canada thực sự luôn. Kỹ năng cũng vậy này, trang bị này, gỡ hết của nó luôn này. Khổ thân nó ghê chưa. Đây rồi, Yusuke. Ủa sao thằng này nó có 3k điểm lực chiến nhỉ? À chưa tiến sao, quên bảo quái lạ. Tại sao nó lại thấp hơn cái thằng Yuchi kia. 3k6, ok rồi. Nâng cấp nhanh xem mình lên được bao nhiêu đây. 57 á, wow, vẫn bị thọt level hay sao nhỉ? Lúc nãy Yuchi mình nhớ là mình nâng cấp nó lên level 60 mà. Đây, tăng cấp đúng thật, nó vẫn cứ bị thọt anh em ạ. Ảo ghê. Đột phá ngay lên tím. Còn thiếu tài nguyên à? Đây rồi. Cạn quét 50 lần. Ok luôn. Rồi, đột phá ngay lên tím cộng 1. Đấy, ít ra nó phải như thế chứ. Vẫn thiếu này. 50 lần nữa. Xác nhận luôn. Đấy, đột phá tím cộng 2 ngay. Ok, lực chiến lên tầm bao nhiêu rồi? 18k7. Thôi thể lực hết rồi, tạm thời mình để thế đã anh em nhá. Kỹ năng xem nào, tiến sao thì cũng hết rồi. Kỹ năng thì cũng hết rồi. Trang bị xem nào, trang bị thì mình sẽ mặc nhanh xem nó dùng bộ gì. Ai à, cái này nó dùng bộ giống giống của em Yuchi nhỉ anh em nhỉ. Để mình check qua coi, cung chiến binh này. Cái này thì ổn áp hơn, có tí công kích anh em ơi. Và mình nhớ là cái cuối này cũng có một cái món trang bị đây rồi, dây chuyền này mặc vào này. Đó, lên 37k ngay. Mặc nhanh lại cho phong trụ tí nào. Đấy, tăng thêm chút lực chiến này. Ok, Geto cũng thêm được một chút điểm lực chiến nữa. Chỉnh hình một chút này. Rồi, bây giờ sẽ cho em Yuchi ra và Yusuke vào. Lưu lại cái, xem lực chiến lên tầm bao nhiêu rồi, 176k. Ok, thi đấu tí, xem nào, có bạn nào lực chiến 176k đổ lại không nào. 192k thì thôi, đổi thêm một phát này, 175k này. Ai à, ngang tài ngang sức anh em ơi, đánh thử tí. Rồi, xem kẻ địch nó chơi đội hình gì đây. Có Gaara, có Giyu này. Ai à, Giyu cũng là một vị tướng. À, yếu thế. Ôi à, vào trận phát bị thằng Maki nó dã cho một quả đi luôn kìa anh em. Mỏng manh dê vỡ vai cả trưởng luôn anh em ơi. Ảo thật đấy. Đây này, thằng này nó cũng có Yusuke này anh em. Wow, ông này cũng chơi Yusuke này. Nhưng mà Yusuke của nó thì trâu hơn, do là bên mình thì không có em tướng nào để mà kết liễu vào hàng sau đánh với em Yusuke cả. Bây giờ nó vẫn sống sót sờ sờ luôn đấy. Để xem Yusuke của nó đánh đấm như thế nào anh em nhá. Ok này. Rồi, phong sẹo. Ai à, phong sẹo đánh với Enji mình thôi. May quá. Ôi, dính ngay thằng phong sẹo nó dã. Mình bị mất ngay điểm năng lượng rồi anh em ạ. Hay quá. Căng quả đấy đang định đừng nộ rồi. Đây. Ua. Căng vậy. Yusuke bên kia đánh khá thốn nha anh em. Rồi luôn. Cay cú thế nhở.
Còn lại hai đứa thì sát thương của con Tatsumaki nó gây ra nhiều lắm anh em ơi. May là cũng hai tướng này cũng thiên về phòng ngự một tí đấy, không là vỡ mồm luôn. Thôi xong. Hay thế. Yusuke đùa thề luôn và phát bị nó tã cho một quả nằm luôn anh em ạ. Cú chưa? Đánh thêm một trận nữa đi anh em nhé. Đây này, Yusuke 176k. Bạn này không biết là chơi đội hình như thế nào đây. Có Yuchi. Ủa, không có Yusuke luôn này. Chà, Yusuke là cũng được ưa chuộng phết nha. Không đùa đâu. Rồi, đau đấy. Không xẹo. Cho mày đi luôn. Ôi mày quá. Hay tuyệt vời em ơi. Múc nó đi. Đúng rồi. Hay quá, lúc nãy trận nó thề luôn em Maki. Của team bạn dã phát em Yusuke bên mình nằm xuống luôn. Để mình xem sức sát thương của em Yusuke bên mình gây ra như thế nào anh em nhá. Ôi chà, hơi lag tí đây rồi. Đấm đi. Ui. Căng đấy anh em ạ. Công nhận là Yusuke đánh được anh em. Tam to vãi cả trưởng luôn đấy. Có tội là hơi giấy. Này chắc là mình phải build thêm một chút chỉ số gì đó liên quan đến sinh lực cũng như là phòng ngự vào nữa cho Yusuke thì nó sẽ hợp lý hơn. Còn đam là mình thấy căng nha. One shot one kill luôn đấy. Ghê nhờ. Rồi, Yuchi tìm bạn đấm. Ôi ôi, đau đấy. Đau đấy anh em ơi, NC thì có nộ rồi. Và bây giờ thì liệu rằng là có bình thiên hạ này hay không đây. Một nộ bình thiên hạ thật này. Ông sẹo cũng không thể nào mà chống cự lại được trước sức sát thương của NG bên mình anh em nhá. Được cái nhé. Đây là skill kỹ năng của Yusuke của mình, vẫn tất cả đều là level 1 nhá. Nếu như mình đang tưởng tượng là nâng cấp lên thêm sát thương của nó ở đây thì không biết như thế nào nhá. Giảm 20% phòng ngự này. Bảo sao nó đánh thốn thế. Ôi. Được với chứ nhờ anh em nhở. Thực ra có một cái mình hơi thắc mắc ở trong cái phần trang bị này là trong phần chi tiết ấy, nó đề xuất một cái bộ ở đây là mình thấy có bao nhiêu đây? Ba cái cuồng bạo luôn, tức là đều tăng về bạo kích anh em nhé. Nhưng mà mình thấy nếu như tăng full về bạo kích như thế này thì có vẻ là hơi giấy. Đấy, ảo tăng Canada mà tốc độ của em này là 100% khá cao ấy chứ. Nhưng mà lại chưa có cái khả năng gì để mà tăng điểm nộ lên nhỉ anh em nhé. Chứ còn em này thì không có khả năng hồi sinh. Thế thành ra nếu như bị em Maki tốc độ cao hơn nó quánh cho một trường thôi là vỡ mồm ấy. Máu nó hơi giấy. Nhưng mà trên này bộ 1 thì nó có đề xuất là có khả năng gì đây? Hồi phục sinh lực này. Được. Ngon này. Nếu như mà có thêm cái hiệu quả hồi phục như thế này thì cũng ổn. Mỗi tội là nó vẫn phải chờ đến tuyệt kỹ cơ. Mà bây giờ điểm yếu của em này là chờ đến tuyệt kỹ thì máu hơi giấy, có khi là bị oánh cho Samala ấy. Hơi khoai. Anh em thấy em Yusuke này như thế nào thì để lại comment ở bên dưới cho mình biết với nhá. Và nếu như anh em mà cũng chơi Yusuke mà có cái mẹo gì đấy để cho nó trâu bò hơn một nộ nhanh ấy thì để lại comment để em thì anh em cũng để lại comment ở bên dưới cho mình tham khảo với nhá. Cảm ơn anh em rất nhiều. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại anh em ở những video tiếp theo. Bye bye.